Chào mừng các bác đã quay trở lại với video của em ngày hôm nay. Và lần đầu tiên thì cho phép giúp em xin được gửi lời chào và lời kính chúc sức khỏe đến toàn thể các bác có chung cái niềm đam mê sở thích đạp xe trên mọi miền Tổ quốc. Và đặc biệt là các bác ở vùng ven đô, các bác ở vùng nông thôn, với cái giá xăng hiện nay thì rất là đắt. Thì một cái sự lựa chọn cho các bác vừa đi tập thể dục, vừa đi làm một cái phương tiện để đi lại nếu đi cự ly gần. Thì các bác có thể tham khảo cái mẫu xe đạp ngày hôm nay em giới thiệu tới các bác, một cái mẫu, hai cái mẫu xe đạp ở với phân khúc tầm trung. Giá nó chỉ trên dưới 5 triệu đồng thôi các bạn. Thì các bác hãy ở lại với em để theo dõi hết cái video ngày hôm nay. Và trước khi đi vào chi tiết của video ngày hôm nay thì cho phép em xin được nói qua về cách thức mua bán cũng như giao dịch của shop để các bác nào mới vào kênh. Các bác chưa biết thì tiện các bác có thể là tham khảo. Shop em thì có địa chỉ ở Tân Yên, Bắc Giang. Nếu các bác ở gần thì xin mời các bác đến tận shop xem xe cũng như là mua xe trực tiếp luôn. Còn các bác nào mà ở xa không đến được tận nơi thì bên em là luôn nhận ship code COD toàn quốc qua đường bưu điện. Và nhận hàng thì quyền lợi lớn nhất của các bác là được kiểm tra hàng trước khi thanh toán đúng mẫu mã như trên video em quay, các bác mới phải thanh toán qua nhân viên bưu tá. Còn trường hợp sai mẫu mã, sai số lượng, các bác có quyền từ chối nhận hàng. Và đấy là quyền lợi lớn nhất của các bác. Còn quan điểm của shop em thì từ trước đến nay vẫn như thế. Quay xe lên video như thế nào thì hàng đến tận tay các bác như vậy. Và tiện thì em cũng xin thông báo các bác luôn, nếu các bác nào ở trong tỉnh Bắc Giang mà chốt xe thì bên shop em sẽ miễn phí vận chuyển giao hàng tận nhà cho các bác. Thế còn với các bác, quyền lợi các bác là được kiểm tra hàng này, không phải đặt cọc này. Thì em cũng chỉ khuyên các bác một cái điểm nhỏ là trước khi đặt xe các bác hãy tham khảo thật kỹ video mà em giới thiệu về sản phẩm đi. Để tránh cái trường hợp là gửi hàng đến nơi thì xe này là nó thuộc dạng là hàng cồng cành, gửi hàng đi nó rất là khó khăn và nó mất rất là nhiều tiền cước. Thế thì đến nơi nó xảy ra vấn đề gì khúc mắc thì cũng không hay. Với những chiếc xe đạp mà ở phân khúc giá tiền nó không quá đắt thì bên shop em không bắt các bác phải đặt cọc một đồng nào cả. Trừ giả những cái trường hợp là xe nó có trị giá cao thì bên shop mới bảo các bác gọi đặt cọc một chút tiền trách nhiệm để làm sao mà anh em chúng ta làm việc với nhau trên cơ sở có trách nhiệm, vì chúng ta là người lớn rồi, bây giờ nói thì cũng phải có uy tín các bác nhé. Và bên cạnh hai cái mẫu xe đạp Touring Andorre RS500 và Califa CT700 này ra thì shop em còn có cung cấp các cái mẫu xe đạp khác như là xe địa hình Formaster, Civic 1 này, xe đạp đua, xe đạp gấp, xe đạp đó thì các bác có nhu cầu tham khảo hoặc là mua xe thì hãy liên hệ trực tiếp theo cái số máy mà em để ở phần tiêu đề, phần mô tả. Số máy đó thì có Zalo, các bác kết nối Zalo với em thì em sẽ trực tiếp là người tư vấn, cũng như các bác nào chưa tin tưởng thì có thể là gọi video em sẽ quay trực tiếp xe cho các bác xem. Và không để các bác chờ lâu nữa thì em sẽ đi chi tiết vào hai cái cấu hình xe ngày hôm nay. Về cái mẫu xe đạp đầu tiên em giới thiệu tới các bác thì mẫu này thì nó công khai giá các bác luôn, con này là giá 4.8 triệu các bác nhé, giá 4.8 triệu. Đợt này nếu các bác mà chốt xe thì hai cái giá ngày hôm nay, hai cái mẫu xe ngày hôm nay thì sẽ có thương lượng cho các bác. Mẫu xe đạp Andorre RS500 kia thì đó là giá 5 triệu, còn con Califa CT700 thì nó là giá 4.8 triệu. Đấy, công khai các bác luôn nhé để các bác cân đối tài chính khi mà xem video. Về cấu hình xe thì con này nó thiết kế là tay lái nhôm. Ở đây thì nó có thiết kế hai phần tay cầm bằng cao su lon và nó được thiết kế và sử dụng bộ bấm xả của hãng Shimano, một cái thương hiệu rất là nổi tiếng chuyên về phanh và củ đà của Nhật Bản. Phô tăng là phô tăng nhôm này đó. Và xuống đến phần bên dưới đây thì nó có in cái biểu tượng của xe Califa này, càng là càng thép, càng là càng thép, trục trước là trục tháo nhanh. Và con này thì nó có rèm để chắn bùn này, đi dời mưa thì cũng không sợ bắn nước bẩn hay là bắn bùn bẩn lên người các bác. Và con này thì thiết kế ở đây là Meyer, là chạy Meyer côn này các bác này, nó bên trong có vòng bi bạc đạn này. Đó. Ở đây thì nó được thiết kế là lan hoa là lan hoa thép liền với cả phần vành, vành được cắt CNC hai lớp. Và con này thì kích thước lốp của nó ở đây em sẽ quay chi tiết cho các bác xem để các bác lựa chọn khi mà nó phù hợp, kết hợp với cả cái khung chiều dài của khung xe thì các bác phải có chiều cao tầm mét bao nhiêu thì các bác đi được, thì các bác để ý nhé. Thương hiệu lốp là của hãng Lilon này, của Đài Loan. Và kích thước lốp là 700x28C. Kích thước lốp này cộng với cả cái chiều dài của khung sườn xe thì các bác phải có chiều cao tầm 1m65 trở lên thì các bác đi xe mới vừa được.
Thế còn các bác thấp hơn thì đi xe sẽ hơi với thì nó sẽ không hợp, thì các bác lựa chọn sang cái mẫu xe đạp bánh nhỏ hơn. Và cái kích thước lốp con này thì nó giống như xe đua, nó tăng cái độ lướt của xe khi mà đi đạp trên đường phố các bác nhé. Phần nhám cũng rất là ít. Và sang đến phần khung sườn, khung sườn con này được thiết kế là khung sườn nhôm, được sơn hai cái lớp sơn tĩnh điện và được xử lý các cái mối hàn vẩy cá ở trên màn hình. Các bác thấy là nó rất là đều này, ở đây nó hơi ngược sáng, em sẽ lấy led cho các bác xem nhé. Đó, các cái mối hàn vẩy cá và được in chìm thương hiệu của xe và mã của xe này. Và trên đây thì nó có thiết kế phần để các bác lắp cái giá đựng bình nước để chuẩn bị nước khi đi đạp xe. Và ở đây thì trục là trục đặc và đùi đĩa là của hãng Plowell này. Bên trong có hai vòng bi bạc đạn bên trong này các bác nhé. Ở đây thì nó được thiết kế cái dây phanh và dây củ về, dây phanh và dây củ đài là đi dương khung và đi dưới khung này thì cũng rất là gọn này. Ở đây thì có thiết kế cái phần cọc yên là cọc yên bằng thép, khung yên cũng bằng thép và yên thì là đệm bọc da bên ngoài chống nước, bidan đi theo xe. Và con này thì nó được thiết kế ở đây cũng là phần bánh sau giống như bánh trước thôi, phần chân trống đi theo xe này. Và có điểm khác là trục phía sau vẫn là trục tháo truyền thống đó. Và con này thì nó có bánh sau vẫn có rèm và có các ba ga thì các bác có thể là chở con trẻ nhỏ hoặc là các bác có thể là chuẩn bị một cái áo mưa khi đạp xe thì nó sẽ gặp thời tiết mưa chẳng hạn thì các bác cũng sẽ không bị ướt. Và con này thì nó được thiết kế là phanh cơ bóp vành, cái trước sau đều là phanh cơ bóp vành. Thì phanh cơ bóp vành này thì cái ưu điểm của nó rất là dễ sửa chữa bảo dưỡng cũng như là đi thì rất là an toàn. Thì cái này các bác chỉ cần điều chỉnh làm sao cho cái bánh xe nó vào giữa hai cái má phanh là được, rất dễ điều chỉnh, các bác cũng có thể là tự điều chỉnh được. Và sang đến bộ phận chuyển động, bộ phận chuyển động con này thì nó thiết kế ở đây là ba đĩa trước và lít sau cũng có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 nhân 7 cấp độ để các bác điều chỉnh các cái chế độ đạp nhé. Gạt đề sau là của hãng Shimano Toulay TZ này, gạt đề trước cũng vậy. Đấy, cấu hình xe con này cũng khá là ngon, nó chỉ khác cái trục là ở phía sau là trục tháo truyền thống và phía trước là tháo nhanh thôi. Và sang đến cái mẫu xe đạp Andorre, phân khúc nó cao hơn một chút, chỉ vài trăm nghìn thôi, thì con này vẫn thiết kế là tay lái bằng này và ở đây cũng có phần cao su luôn ở phần tay lái. Bộ bấm xả cũng như là phanh là cũng sử dụng là của hãng Shimano này, cũng cho các bác những cái trải nghiệm khá là ok khi mà đi đạp đường phố này. Phô tăng là phô tăng nhôm, tay lái là của hãng luôn các bác nhé, Andorre này. Ở phía dưới này cũng in cái thương hiệu của xe. Càng con này cũng là sử dụng là càng thép, phanh là phanh cơ bóp vành. Bánh thì con này nó được thiết kế là cũng ít cái phần nhám để tăng cái độ lướt của xe đi. Ở đây thì cái phần vành cũng là sử dụng là vành cắt CNC hai lớp, cũng rất là đẹp ở đây. Lan hoa thép liền với cả phần trục, trục là trục tháo nhanh. Đó, trục là trục tháo nhanh. Và ở đây thì nó thiết kế là van châu Âu, van to. Con kia cũng là van to các bác nhé. Và cái con này thì khung sườn của nó cũng là khung sườn nhôm và dây phanh và dây củ đà thì có phần bánh ở đây là dây phanh và dây củ đà đi dương khung, có mỗi một cái phần dây củ đà phía sau là đi âm khung, đi dưới khung này cũng rất là gọn này. Đùi đĩa là của hãng Plowell, cũng giống như con kia, trục là trục đặc, bên trong này có vòng bi bạc đạn. Ở đây thì có hai cái phần để các bác lắp giá đựng bình nước, một là các bác có thể là chuẩn bị bình nước, hai là có thể chuẩn bị cái phanh mini, xin lỗi các bác, cái bơm mini vào đây để các bác đi đạp xe nó gặp sự cố gì thì các bác sử dụng luôn. Ở đây thì nó được thiết kế là cái cọc yên là cọc yên nhôm và cái phần trục yên này vẫn là phải tháo bằng cái lục lăng nhé. Thì khi các bác mua xe bên shop em sẽ tặng cho các bác cái bộ lục lăng. Bộ lục lăng đấy thì có thể là tháo lắp hoàn chỉnh được một chiếc xe đạp thể thao, nên các bác cứ yên tâm, đấy là quà tặng bên shop. Ở đây thì có cái phần khung yên thì bằng thép này, yên là đệm mọc ra bên ngoài chống nước, bidan đi theo xe, bidan đi theo xe con này thiết kế bằng nhựa các bác nhé, bằng nhựa cao cấp. Ở phần phía sau thì cái phần chân trống này bên shop em lắp để tặng kèm cho các bác thôi, còn đi theo xe không có. Còn nó khác biệt với cả cái con Califa CT700 kia là trục sau cũng là trục tháo nhanh. Đó. Thiết kế bánh sau cũng giống như bánh trước, con này có cả phần quang bánh xe này. Con này thì không có cái phần gác ba ga phía sau. Và bộ phận chuyển động thì con này cũng thiết kế ba đĩa trước và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lít sau, 3 x 7 cấp độ các bác đạp đường phố và gạt đề.
sau cũng là của hãng Shimano Tuley TZ, gạt đè trước cũng vậy. Ở về cấu hình của hai con này thì nó cũng tương đối giống nhau, nó chỉ khác cái phần trục tháo phía sau, là một con là vẫn là cả trước sau đều trục tháo nhanh, còn một con là phía trước tháo nhanh, phía sau là tháo truyền thống. Thì các bác có thể là so sánh và lựa chọn cho mình. Công khai giá các bác lại một lần nữa, nếu các bác nào mà chưa biết, chưa xem hết video, con CT700 này thì nó là giá 4.8 triệu, và cái con Andorre RS500 này là 5 triệu. Thì các bác có thể cân đối tài chính để mà lựa chọn cho mình một cái chiếc xe đạp vừa để tập thể dục cũng như là một cái phương tiện đi lại trong cái thời buổi mà giá xăng nó lên cao như thế này các bác nhé. Và một lần nữa thì cảm ơn các bác đã xem hết video. Xin chúc các bác có những giao dịch thành công với shop em. Các bác đừng quên là anh nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh và bật nút chuông lên để nhận thông báo mới nhất về video trong thời gian tới em sẽ đăng tải trên kênh. Cảm ơn các bác.